Chào các bạn, trong clip này tôi nói về việc kim tự tháp hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Tôi thì không dám nói đến chữa bệnh đâu, mặc dù là mình cũng có gia truyền về Đông y và cũng đi học ở trường Tuệ Tĩnh. Tuy nhiên là tôi chỉ dám nói về hỗ trợ nâng cao sức khỏe, nói một cách cho nó khiêm tốn nhất. Và sáng nay tôi rất vui khi có khách hàng là sau khi nhận kim tự tháp thì nhắn với tôi là một tháng rưỡi sau khi đặt kim tự tháp thì viêm dạ dày và đại tràng đỡ hẳn, tăng được 4 cân. Đấy là một điều tôi rất vui các bạn. Như tôi có nói ở trong những clip trước thì hồi bé tôi rất ngưỡng mộ một ông hình như là người Nga về việc khả năng chữa bệnh qua đài phát thanh. Thực ra là đúng hay sai, thật hay giả thì tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là hồi bé thì mẹ tôi bảo là người ta đang bảo có cái giờ này có cái kênh này, ông bật lên ông chữa bệnh hay lắm. Tại vì hồi bé là tôi thích đông y nên là tôi mẹ mua cho cái đài nhỏ để hàng ngày nghe cái kênh đông y. Thì mẹ tôi nghe được cái tin là có cái ông người Nga ông phát sóng chữa bệnh từ xa. Hồi đấy thì mình không biết, lưu lại, tôi không tìm lại trên mạng xem còn những cái, có lẽ sau clip này tôi cũng thử tìm lại trên mạng để kiểm chứng lại xem. Vì âm thanh nó vẫn có thể lưu truyền được thông tin. Đúng rồi, có lẽ tôi sẽ đi tìm lại xem. Tuy nhiên đấy là chuyện của ông người Nga từ lâu lắm rồi. Và khi làm mục đích kim tự tháp thì tôi cũng kết hợp rất nhiều yếu tố của âm dương ngũ hành để làm sao để cân bằng sức khỏe cho mọi người, cũng như đạt được cái mục đích. Có người thì cần thiên về tài lộc, có người thì cần thiên về sức khỏe chẳng hạn. Thì mỗi người có một nhu cầu, hoặc là làm kim tự tháp sinh cơ để cải vận. Thì ngay cả làm sinh cơ ở Việt Nam, nhiều người học nhưng họ còn không biết ông tổ của người sinh cơ là ai cơ. Đấy thì kim tự tháp sinh cơ là tôi phải có cái phù riêng của ông tổ về sinh cơ này. Hoặc là để nâng cao cái sức khỏe cho mọi người thì trước đây những cái phù, những cái kim tự tháp bản tiêu chuẩn là tôi cũng sẽ không có. Nhưng mà với bắt đầu từ bây giờ thì ai làm kim tự tháp sinh cơ là có thể có cái quyền lựa chọn thêm là cái gì, tức là người ta có, nếu mong muốn ngoài cái cải vận, người ta muốn nâng cao sức khỏe thì tôi có thêm cái linh phù của Trương Tam Phong ở đây. Tại sao tôi chọn cái linh phù của Trương Tam Phong hỗ trợ nâng cao sức khỏe mà lại không chọn linh phù của Tuệ Tĩnh hay của Hải Thượng Lãn Ông, mặc dù là tôi cũng học đông y của theo phương pháp Tuệ Tĩnh, theo phương pháp Hải Thượng Lãn Ông. Tuy nhiên, như tôi đã nói là tôi không có tham vọng nhiều. Mặc dù mình đặt cái tham vọng có thể nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh tật, nhưng mà mình không có cái tham vọng lớn đi sâu vào việc chữa bệnh, vì cái đấy là việc của bác sĩ, đúng không? Cái đấy là việc của bác sĩ. Tôi chọn ông Trương Tam Phong này vì tôi học Bùi Xuân Công ở trên núi Võ Đang theo cái trường phái của Trương Tam Phong. Và nếu mà những ai học cái khóa công cụ của tôi hay là khóa linh phù thì các bạn sẽ thấy là cái việc hướng dẫn dùng khí của tôi là hoàn toàn theo trường phái của Trương Tam Phong, vì cái việc dùng khí này nó hỗ trợ kết nối rất tốt và cũng liên quan cả với đạo gia nữa. Đó là lý do tại sao tôi chọn cụ Trương Tam Phong trong cái việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe của bạn.
nên là ai mà làm single phiên bản mới là có thể được chọn. Tôi nói là có thể được chọn nên cái này là tặng thêm chứ không phải mặc định là có trong cái phiên bản. Thì nếu mà ai để ý theo dõi clip thì biết, thì đăng ký thì tôi sẽ tặng thêm một cái phù hỗ trợ khí, nâng cao sức khỏe, vừa nâng cao sức khỏe vừa hỗ trợ tập luyện tuần long. Và cái việc ứng dụng để nâng cao sức khỏe thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Các bạn cái tôi nói cái dễ nhất, giống trong những cái thí nghiệm của tôi, là tôi đặt cái kim tự tháp cạnh cốc nước, thì một lúc sau, tôi cứ nói cả ngày sau cho nó lâu dài một chút, không bảo mấy phút sau các bạn lại bảo là gì mà lại nhanh như thế đúng không? Chúng ta cứ nói 24 tiếng sau đi cho nó dài dài một chút. Đây. Tôi còn đang đặt mua cả cái đồng hồ cát ở trên mạng rồi. Bây giờ ví dụ trong cái ví dụ trước, khi đi làm thì tôi bảo cái bạn điện tử, bạn ấy bấm giờ cho tôi 2 phút nhưng mà nhìn nó không khách quan. Có khi bạn bảo 5 phút ông cắt bớt 2 phút thì thôi, tôi mua cái đồng hồ cát, tôi đặt bên cạnh vừa nhìn cho nó đẹp đúng không? Mua cái đồng hồ cát 3 phút hay 5 phút đấy tôi cũng chẳng nhớ. Nói chung là khoảng đấy. Tôi sẽ đặt ở bên cạnh cốc nước, xong tôi dốc cái đồng hồ cát cho nó chảy hết cái, thế là tôi mang lên tôi đo cho nó nhìn cho nó khách quan và cũng vui mắt hơn. Thì cái bạn khách hàng này là sau khi dùng kim tự tháp thấy là sức khỏe được cải thiện, tăng cân, thì cũng có bảo với tôi là cũng muốn cái phiên bản kim tự tháp mini này nhưng mà chế thêm cái túi để đeo bên mình. Thực ra tôi cũng chưa nghĩ rằng ai có thể đeo được cái này, nó cũng hơi to và hơi vướng. Hoặc có thể tôi sẽ nghĩ ra một cái phiên bản nào nó có năng lượng, vẫn hỗ trợ năng lượng mạnh, có kết nối, quan trọng lại phải có kết nối. Là cái phù này thì tôi làm ít nhất là khoảng 5 phân rồi các bạn. 5 phân thì tôi sẽ phải nghĩ ra một cái phiên bản mà nó có thể mang theo bên mình nhỏ gọn hơn. Quan trọng là nó phải đảm bảo được khí cơ. Tôi đã co lại đến phiên bản mini này là tôi đã sợ nó mất khí rồi. Nhưng mà có lẽ với cái mong muốn mang theo bên mình thì tôi sẽ làm một cái phiên bản đeo cổ nhỏ hơn một chút. Vì làm phong thủy là chúng ta phải luôn 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 thử nghiệm, luôn luôn cải tiến. Nhưng tôi có nói là bình thường những cái kim tự tháp, bình thường cái góc nhọn nó ra âm khí, tôi phải nghiên cứu mất 3 năm tôi mới quyết định làm. Và khi làm thì phải đảm bảo mình thành công. Cái này nó không chỉ hỗ trợ tăng sức khỏe không, mà ngay cả tà ma trong nhà tôi cũng sẽ làm những cái ví dụ cho các bạn thấy là các bạn đặt cái này trong nhà là có thể đuổi được hết vãng vong, vong lang thang, tà ma ra khỏi nhà. Còn làm như thế nào thì tất nhiên lại phải có một cái phù riêng, phải có một cái để có kim tự tháp có thể đuổi được ma thì lại phải có một cái phù riêng của ông âm dương quan các bạn. Âm dương quan hoặc là địa quan, nhưng mà tôi sử dụng và thỉnh của ông âm dương quan là hoàn toàn có thể đẩy vong được ra khỏi nhà. Hy vọng là qua cái clip này bạn sẽ hiểu rõ hơn cái tác dụng của kim tự tháp. Nó có rất nhiều tác dụng mà tôi cũng đã liệt kê ở trên mạng, nó có hàng chục tác dụng khác nhau. Vì nó nâng cao cái khí cho mình, nâng cao cái trường khí và nó lại phát rất là xa.
trong cái thí nghiệm tôi đo là nó được hơn 800 bao nhiêu mét đúng không? Tức là khoảng cây số. Tức là đấy là tôi còn lười, tôi không đi xa hơn. Thì tại sao tôi có thể làm được cái phiên bản nó phát xa như thế? Vì như tôi nói là tôi mục đích tôi muốn làm là nó có thể phát sóng, phát khí ra xa để như một cái người mà tôi hâm mộ từ bé phát sóng qua đài cassette. Thì bây giờ tôi sẽ nghiên cứu để cải tiến là đúng không, để phát sóng qua kim tự tháp. Và đó là lý do tại sao tôi chế tạo ra phiên bản phát sóng rất là xa. Khi chôn cái kim tự tháp nó cũng có thể kết nối với nhau. Ví dụ ba góc nhà nó bị điểm âm thì là các bạn để các góc nhà là nó kết nối với nhau được. Nên là tôi chia sẻ để các bạn thấy thêm về hiệu quả của kim tự tháp. Và trong những cái phần cải tiến tiếp theo, tôi còn có một cái loại vật liệu mà nó chống nóng, chống cháy. Tất nhiên là chống cháy tuyệt đối thì nó cũng không thể, cũng giống như cái cửa chống cháy thôi, khi đến một cái nhiệt độ ở nhất định thì nó vẫn cháy. Tuy nhiên là nó cũng có thể chống được nhiệt độ cao. Tại sao tôi cần cái phiên bản như thế? Tôi làm cái phiên bản mini đặt trên ô tô, vì nhiều lúc mình đi đường nó nắng nóng thì cái phiên bản này có thể nóng quá nó không chịu được, thì tôi sẽ tìm cái loại vật liệu nữa nó chống cháy. Tuy nhiên là cái gì nó cũng có giới hạn của nó, tại vì nó chống cháy được thì nó lại rất dễ giòn, nó rất dễ giòn dễ vỡ. Nên là khi mình làm cái phiên, tất nhiên là đây là tôi làm để tôi sử dụng thôi, thì mình lại phải để ý hơn, hoặc là khi gắn trên ô tô là phải gắn chặt vào, vì nhiều lúc mình cua cái đường cua là nó bị xê chuyển, có thể nó rơi xuống là nó sẽ vỡ. Thì có thể là có người là yêu cầu là muốn mang theo bên người, thì như tôi là tôi cũng phòng bị là ở nhà mình cũng có này, văn phòng cũng có, ô tô cũng có, tại vì nó tốt này, thấy nó cực kỳ tốt và phát sóng rất là lớn. Ngày trước thì mình ví dụ là sợ đi đâu con mình bị nhiễm âm thì ở ô tô tôi phải treo đầy đủ các loại phù, các loại kim băng. Thì bây giờ mình giản tiện hơn, mình chỉ cần đặt cái gì ạ, cái kim tự tháp và nó đỡ đi bao nhiêu, đỡ cồng kềnh, đỡ phải lo lắng đi tìm những cái vật nhỏ nhỏ kia nó rơi đâu mất. Cái phiên bản này trong cái thử nghiệm trước là tôi còn cố tình tôi xoay ngược mặt cái linh phù của tôi vào trong, tôi xoay ngược lại xem là nó hiệu quả, nó có bị ảnh hưởng giảm đi nhiều không, nhưng mà về cơ bản là nó vẫn rất là mạnh. Tôi cũng chưa thử để nó rơi đâu, nhưng mà thường là nó giòn cũng rất nguy hiểm, chúng ta không nên để nó rơi, vì rơi là mất luôn mấy triệu đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.